blogger Trung Quốc bị vả mặt khi cho rằng Hội An là thành phố mang đậm văn hóa Trung Hoa. Chào mừng các bạn đã trở lại với Việt Nam Prosperity. Các bạn thân mến, xét về độ nhẫn vơ thì Trung Quốc số 2, chắc không ai số 1. Có một sự thật là người Trung Quốc hễ đi tới đâu thì thấy thứ gì đẹp chắc chắn thứ đó có nguồn gốc từ Trung Quốc hoặc học hỏi từ Trung Quốc. Điển hình như mới đây, nhiều blogger Trung Quốc có dịp đến Hội An của Việt Nam cũng đã vơ luôn đó là kiến trúc Trung Hoa, chứ Việt Nam thì làm sao mà làm được những ngôi nhà với kiến trúc như vậy. Không chỉ những blogger mà ngay cả những người Trung Quốc chưa từng đến đó cũng nhận luôn đó là văn hóa Trung Quốc, là tinh hoa của người Trung Quốc xưa. Vậy cụ thể câu chuyện này như thế nào? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay các bạn nhé! Các bạn thân mến, cụ thể thì mới đây, trên mạng xã hội Douyin của Trung Quốc xuất hiện khá nhiều video của các blogger Trung Quốc quay lại cảnh đẹp ở Hội An với những dòng tiêu đề giật tít như phố cổ Hội An, một thành phố Việt nhưng đậm đà bản sắc Trung Hoa, hay Hội An, thành phố được cho rằng giống Trung Quốc 400 năm về trước. Bên dưới video là dòng chú thích như sau: phố cổ Hội An có lịch sử 1.500 năm và được liệt kê là di sản văn hóa thế giới năm 1999. Thành phố rải rác những tòa nhà kiểu Trung Quốc và Nhật Bản, hầu hết được bảo tồn tốt và không bị hư hại do chiến tranh hoặc phá hủy. Ngoài kiến trúc Trung Hoa, còn có vài kiến trúc Pháp và Việt Nam có giá trị nghệ thuật. Có những đường phố và đền thờ bao gồm các ngôi chùa Trung Quốc như chùa Quan Âm và chùa Quan Đi, cũng như hội quán Phúc Kiến, hội quán Quảng Đông, hội trường Triều Châu, hội trường Quy Ông Du, hội trường Khách Gia và Hu Gang hội quán. Tất cả đều tráng lệ và cổ kính. Đó là thứ văn hóa Trung Hoa mà bất kỳ nơi nào trên thế giới cũng muốn sao chép, và Việt Nam cũng không phải ngoại lệ. Ở một blogger khác của Lão Tuấn, sở hữu hơn 52.000 lượt theo dõi từ cư dân mạng xứ Trung, anh đã nhận định sự cổ kính, lối sống của thành phố Hội An mang đậm vẻ đẹp của Trung Quốc. Lão Tuấn hùng hồn tuyên bố, ở thế kỷ thứ 17, thế kỷ thứ 18, Hội An là trung tâm giao thương văn hóa thương mại nổi bật nhất tại địa phương. Hội An từng là một tỉnh của Trung Quốc, được xây dựng theo phong cách mang đậm bản sắc Trung Hoa. Người Việt Nam nhờ gìn giữ và bảo tồn tốt nên đã duy trì và phát huy rất tốt bản sắc người Hoa ở đó. Đến đây thì mình cũng ngả mũ cho sự nhận vơ chờ chén của mấy anh chàng blogger này rồi các bạn ạ. Các blogger thì vậy rồi, thế còn cộng đồng mạng Trung Quốc thì sao? Họ có nghĩ như vậy không? Hay là có những suy nghĩ nào khác? Xin mời các bạn hãy cùng theo chân mình để xem họ đã nói gì nhé. Nói đúng, tổ tiên của toàn bộ Đông Nam Á đều là người đến từ thời Bách Việt, vì vậy nên chuyện Việt Nam có kiến trúc như chúng ta cũng là điều dễ hiểu mà thôi. Ngày xưa Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam cơ bản không có dân cư nên nhà Hán đã ban cho miền Nam Việt Nam, vậy nên họ biết ơn vì đã tiếp thu được nền văn hóa độc đáo của người Trung Quốc xưa kia. Ngày nay có rất nhiều chùa ở Việt Nam vẫn học theo cách xây dựng của chúng ta, vậy nên việc Hội An mang phong cách Trung Quốc cũng là điều dễ hiểu. Dù sao đi nữa, không có thị trấn cổ nào ở vùng lân cận Quảng Tây có thể so sánh được với nó, và không có thị trấn cổ nào được bảo tồn hoàn toàn và rộng lớn như vậy. Việt Nam đang làm rất tốt việc này. Tôi đã từng đến đó, và đó là một thị trấn cổ có tính thương mại hóa và đồng nhất mạnh mẽ. Nó mang đậm văn hóa của chúng ta. Tôi không nghĩ nó tốt hơn Đại Lý và Lệ Giang. Ngay cả những sản phẩm được bán ở đó đều là những mặt hàng nhỏ bắt buộc. Đèn thậm chí còn đẹp hơn những sản phẩm ở Giang Tây, thị trấn nước ở Bắc Kinh. Bộ ảnh này thực sự rất tuyệt vời. Nếu bạn đến Việt Nam, tại sao không đến Nha Trang? Nước biển đẹp đến thế cơ mà. Các môn thể thao trên biển rẻ hơn nhiều so với ở Trung Quốc. Tôi đến đó năm 19 tuổi và ngẫu nhiên nhận xét rằng tất cả đều là những tòa nhà kiểu Trung Quốc. Một hướng dẫn viên du lịch người Việt nói tiếng Trung nghe thấy và trừng mắt nhìn tôi, rồi nói một cách ác độc rằng đó là những tòa nhà kiểu Việt Nam. Đúng là người Việt Nam đã ăn cắp ý tưởng của chúng ta còn cố biện minh. Đó là nơi tôi yêu thích nhất ở Việt Nam. Tôi đã đi du lịch ở nhiều nơi, nhưng đó quả thực là nơi có nhiều ấn tượng và gần gũi với người Trung Quốc nhất. Đây là Tuyền Châu, Phúc Kiến mới đúng. Ở Việt Nam làm sao lại có một nơi như này được cơ chứ? Tôi không tin đâu anh bạn. Tôi đã đến đó nhiều năm trước, thị trấn xinh đẹp, đồ ăn ngon và cuộc sống chậm rãi. Ở đó có chùa Thê An Hù và nhiều yếu tố Trung Hoa khác. Một bản sao tuyệt vời của ngôi làng xưa ở Phúc Kiến. Tôi thật không thể nghĩ Trung Quốc cổ đại đã có sự ảnh hưởng rất lớn đến các nước láng giềng, dù là về kinh tế, chính trị hay phong tục văn hóa, nên việc có được những công trình kiến trúc này thực sự là báu vật của con người,
khi có thể bảo tồn chúng một cách trọn vẹn như vậy. Thật tiếc là chúng ta không giữ được An Nam, nếu không chúng ta đã có nhiều bến cảng tốt như vậy. Ở đó mỗi năm có rất nhiều người Hàn Quốc ở đó, nhưng tôi không thích họ. Người Việt Nam nên cấm người Hàn Quốc ở đó để đón tiếp người Trung Quốc chúng ta, họ sẽ được hưởng lợi rất nhiều. Việt Nam là huyện giao chỉ thời nhà Hán, vậy nên chúng ta cần có biện pháp để đón họ về Trung Quốc và phục vụ quốc gia. Hội An đã từng là của Trung Quốc, những điều này chúng tôi được nghe lặp đi lặp lại từ những bài học lịch sử. Người Việt đã cướp mất Hội An khỏi tay chúng ta. Đó không phải là kiến trúc Nhật Bản, đó là kiến trúc thời nhà Đường, và nói đúng hơn, nó mang đậm đà bản sắc và kiến trúc Trung Quốc thời xưa. Nơi này thật nhàm chán ngoại trừ cà phê. Có lẽ tôi đến từ Phúc Kiến, những tòa nhà không trong lành, còn dòng sông thì bẩn thỉu và tối tàn. Chẳng có gì thú vị ở đây cả, tôi vẫn thích Trung Quốc hơn. Đèn lồng của họ đẹp hơn của chúng tôi. Nhiều người trong số chúng tôi bây giờ có những chiếc đèn lồng Nhật Bản rẻ tiền và xấu xí. Thật đáng tiếc khi Hội An bây giờ đã thuộc về Việt Nam, một thành phố cổ thật tráng lệ và cổ kính. Nếu còn là của Trung Quốc thì có lẽ Hội An sẽ giữ được những bản sắc đậm đà Trung Hoa hơn nữa. Đây là một số bình luận mà mình góp nhặt qua các video đang lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc. Video nào cũng gây bão với số lượt xem lên đến hàng trăm nghìn lượt, thu hút hàng trăm bình luận của netizen xứ Trung. Các bạn ạ, Hội An với vẻ đẹp kiến trúc cổ điển và văn hóa độc đáo của Việt Nam đã thu hút sự quan tâm của nhiều du khách, bao gồm cả người Trung Quốc. Tuy nhiên, phản ứng của một số người Trung Quốc khi nhận vơ rằng Hội An là một nơi mang văn hóa và kiến trúc Trung Quốc thì thật khiến người ta nghi ngờ về mức độ nhận thức của họ. Điều này phần nào có thể được giải thích bởi sự khác biệt văn hóa giữa hai quốc gia. Trong lịch sử Việt Nam và Trung Quốc đã có nhiều điểm chung và ảnh hưởng lẫn nhau, nhưng cũng có điểm khác biệt rõ ràng. Việc tiếp nhận thông tin không đúng đắn từ một số người Trung Quốc đối với văn hóa và kiến trúc của các nước khác quả là một thất bại của nền giáo dục Trung Quốc. Chính sự thiếu hiểu biết về lịch sử và văn hóa của Việt Nam mà một số người Trung Quốc đã áp dụng các tiêu chuẩn hoặc quan điểm của mình để luôn coi rằng mọi quốc gia đều lấy văn hóa kiến trúc của Trung Quốc làm tiêu chuẩn. Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng không phải tất cả người Trung Quốc đều có cách nhìn nhận này. Nhiều người Trung Quốc đã đến Hội An và thấy được sự độc đáo và giá trị văn hóa và kiến trúc Việt Nam. Họ đánh giá cao vẻ đẹp và sự bền vững của các công trình cổ này, đồng thời tôn trọng và khám phá những nét độc đáo mà văn hóa Việt Nam mang lại. Đó chính là nội dung video ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn có suy nghĩ gì về video này, hãy để lại ở phía dưới phần bình luận để mọi người cùng thảo luận nhé. Hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách like, share và subscribe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.